Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì chắc cô cứ cho mặt cái xấu từ bây giờ trở đi, cô tô son điểm phấn cho. Thế mà cô thương cái lính cái ghế của cô, hôm nay cô về tới đây cô thương 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 lính ghế của cô, rồi từ bây giờ trở đi cô lại ban tài tiếp lộc cho, để mà sang tháng lại về bắt ghế cô ngồi mà làm hai cô ngồi tại đền của cô. Xong về nhà cô nhé. Vâng, lại cô nhé. Cô đi hôm nào cô đi hôm đấy. Xong về nhà cô nhé. Vâng, lại cô. Xong cô cho lộc nhé. Cô đã uốn cái tiểu lên đây, cô cho cái lộc này. Cái uốn anh lên đây cô cho lộc này. Anh này cô cho lộc này. Cô uốn cái này. Thằng này này kỷ niệm gì? Cô cho cái cụ uốn này. Đây là cô cho cái lộc anh này nhá. Còn cô cho cái lộc em từ bây giờ phải thương mẹ nhá. Thương nay cô về cô chỉ có thế thôi. Sang tháng lại về của cô. Đang cô lòng tốt. Hôm nay ghế của cô mà về thì hôm nay nhá, đầy nhá, cô bảo nhá. Cô nếu mà cô nói sai thì chúng mày không về đền của cô nhá. Tất cả các lính, các ghế, các con không về đền của cô nhá. Hôm nay ghế của cô về nhá. Ở nhà đầy người, đầy người, người người cô cho đồng ngân đồng xuyến đến rồi đấy. Cô đưa khách ra cô lại ủn đít cái cần vào đấy đấy. Cái đít kính này ở xa gần đệ. Cô cho đầy mặt cái ngân được xuyến nhá. Mai ngày kia lại về nhà cô nhá. Cô cho buôn, cho bán, cho làm, cho ăn, cho chơi. Rồi cô cho mặt hoa ra phấn má thắm màu hôi. Môi đỏ như cô đây này nhá. Cái ghế của cô bé tí xíu á. Ngồi mẹ đấy chẳng lên cô chẳng cho lộc đâu. Cô cho, đây cô cho cái cô bé tại ra một tờ lăng phương. Đứa nào lên đây cô cho cô đề này. Cô cho đi à, đến nơi. Cô cho con số. Cô cho con số đấy. Đề con số. Đêm đêm cứ về cửa cô, đào cầu cửa cô, dân cô đầy. Lộc của xô vỡ phố mà trên cái hàng hà cô cho lính ghế của cô đầy. Sang tháng lại về nhà cô bắt ghế cô ngồi mà làm ngay cô ngự. Nhưng mặt đừng thối ra thì đừng có vẻ. Nhá. Hôm nay cô về tới đây nhá. Cô ban tài cô tiếp lộc nên cô cho lộc nhà ai cô mở kho cô cho về nhà đấy nhá. Lộc ít lộc nhiều nhà ai cũng có lộc nhá. Hôm nay cô về tới đây cô vui vẻ vẻ cô chứng tâm cho rồi. Nhá. Thế bây giờ cô muốn cô ở lại hay là để cô chào các lính các ghế cô cần về nhà cô. Cô cần về nhà cô. Chiều quay gánh ra.
đôi lưỡi gặp gành vài tờ đêm đến âm tình ngược xuôi.
Thank you.
ngàn dặm mà băng qua cậu thương thầm, ngàn dặm mà băng qua khi rơi.